ông gửi chỗ nhà có con gái à. Đâu mình ở đâu phải ăn trộm chẳng qua nè, mình chảy giúp cho người ta mà à, nha. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau cái buổi làm việc ở trên đồi trên bản xong thì bây giờ máy sẽ nghỉ các bạn ạ. Quái lạ thanh niên này sao nghỉ không để máy ở đây lại còn mang tận đi đâu đâu đây. Để thử đi hỏi hay nào. Máy làm xong rồi à? Sao không đậu ở trong trên công trường luôn, lại đi đánh về đâu đấy? Ông gửi chỗ nhà có con gái à, lại tính dính trộm ăn cắp gì à? Hôm nọ là ăn trộm xấu rồi, ăn trộm nhãn rồi, giờ tính ăn trộm gì nữa? Đâu mình ở đâu phải ăn trộm chẳng qua nè, mình chảy giúp cho người ta mà à. Nhà có tí con gái là vào đấy gửi à? Có tí bốc không? Nhà đây toàn bộ đây trên này là có cái nhà to như thế này mà lại không gửi, lại phải đánh tận xa xuống nhà có con gái gửi các bạn. Ê giời ơi, thanh niên này tấu hài được đây. Rõ là bên trên này thì rộng như thế này nhưng mà lại không đánh máy lên đấy gửi, mà lại thích đi gửi trong nhà dân để cho nó tình cảm đi lên này. Xuống núi nè. À đây là nhà bên tay phải, có một cái nhà. Có con gái không? À, rồi bây giờ sẽ chui vào trong cái căn nhà này để vào. Mở cái cổng đã. Cổng này thì phải khu 2 lần mới chui vào được. Nhà chắc không mình một ông ở nhà nên là con cổng đấy. Đây, phải ra mở cổng các bạn. Đấy, gửi nhờ ở đây nhưng mà phải ra mở cái cổng này để cho máy nó lùi vào cái cổng này. Đấy, lùi đúng vào rèm nghiến bẹp chết quả bóng luôn đấy. Đậu gọn gàng trong này, nghe bảo nhà có cô con gái xinh đẹp nên là ghé vào đậu nhờ trong này này, xong là đậu trong nhà người ta sẽ đóng cái cổng này lại là máy được an toàn, giống như kiểu máy như mình. Cái này sau này mà có lấy con gái ông ý là phải đề nghị sửa lại cổng này, đập cái cổng này cho nó rộng ra để về sau gửi máy vào hay là lần sau quay máy lên đây cho nó rộng rãi dễ chui vào. Cây nhà lá vườn rồi cau trầu rồi, này mà cưới vợ hay gả con là không sợ thiếu trầu cau này, na rồi hồng xiêm. Gửi ông đi không đi về bảo không có cô con gái đi đâu rồi. Ôi, cháu gửi máy xuống đi chú nhá. Trong kìa kia như ê, cả khô mực treo. Ấy đây, con ông chưa về rồi, bảo nghỉ sự muộn vào để mà gửi không chịu. Đấy, đóng cái cổng này lại xong. Đấy, ok. Vậy là máy đã được cất gọn. Sẽ là hành trình đi bộ đi lên để lấy xe để đi về, kết thúc một ngày làm việc đầy hiệu quả. Nhưng hôm nay thì không có trộm cắp được gì nữa vì khu này chưa có quả gì ăn được. Rồi, kính chào quý vị và hẹn gặp lại ở video lần tiếp theo.